Vâng, xin chào tất cả các bác yêu audio. Vậy thì hôm nay có một chút mới thay đổi một chút, đó là từ mấy ngày hôm nay em có cái cặp mà bộ Molo Pro Z, như các bác đã biết rồi, đã lên sóng một lần rồi. Vậy thì hôm nay em sẽ test thêm một lần nữa cặp mà Molo Pro Z này, sẽ đánh với cả cái bộ em sẽ đắp ba đường tiếng Goldman thì tiếng nó sẽ như thế nào. Nói chung là cặp Pro Z này thì theo cá nhân em cảm nhận thì tiếng đánh nó rất là nhẹ nhàng, êm và có cái phần yên tĩnh thể hiện rất là tốt. Về cái bộ Goldman này thì các bác xem nhiều video của em test rồi thì các bác biết rồi đúng không? Giá thì rất là mềm. Các bác có thể mua cả thùng, cả phân tần hoặc là không thì tùy ý, hoặc là các bác mua về các bác tự làm thùng, tự setup, tự chơi. Phân tần thì cũng do em tự đấu lối nó ra cái bộ phân tần đấy thôi, chứ cũng không nhờ cao thủ nào để làm cái bộ phân tần cả. Để con loa bát 30 này thì giá nó chưa đến 10 triệu các bác ạ, còn con loa chung này thì giá nó trên 10 triệu. Đấy, có đường kính 20 cm và 30 cm. Ở đây đắt thì em sử dụng con đắt quát của UK. Còn cặp Pro Z thì các bác biết rất nhiều về thương hiệu của nó rồi đúng không? Nó rất nổi tiếng về các cái dòng mono block hoặc là follow hoặc là đắt. Nói chung là các cái thiết bị phát của âm thanh thì cái hãng Pro Red này nó rất là nổi tiếng rồi. Ok, thôi về hình thức thì các bác xem trong video thôi, cũng không cần mô tả nhiều thêm nữa. Bây giờ em sẽ mở một cái bài hát mà có rất nhiều các người chơi audio đều sử dụng cái bài hát này để test cho hệ thống âm thanh, thì các bác nghe để các bác cảm nhận. Trước khi nghe thì các bác nếu như nghe trên điện thoại thì nhớ đeo tai phone vào để nó dễ cảm nhận hơn. Rồi, mời các bác. Thank you.
在那边关，烟烟灰尘照海，心酸难免。天给的苦，给的灾，都不管。千不该，万不该，芳华怕孤单。梨花儿谢了，莲心也埋，太春trước khi kết thúc video thì em có một chút nói thêm như thế này để các bác cảm nhận thấy cái độ tĩnh ở trên con cặp Molo Prozet. Em cảm giác đánh rất là tĩnh và tiếng rất là đều, có cái sự chậm rãi rất là tốt. Nói chung nó thể hiện không vội vàng, và nó đánh cái bộ cặp loa Goodman thì tiếng trầm cảm giác nó rất là béo, nó rất là uy lực, êm và nói chung là sâu lắm. Nói chung là cảm nhận thấy cái tiếng trầm nó đi vào cơ thể, cảm thấy nó thấm từng tiếng một. Em rất là thích các bác như vậy. Rồi ok, về giá thì đã báo ở trong đầu video rồi. Thì bây giờ bác nào có nhu cầu muốn mua về để cho mình tự setup một bộ như thế này thì mời các bác liên hệ bằng số điện thoại hiển thị ở trên dòng tiêu đề. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.